Chiều qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết quy chế phối hợp giữa hai đơn vị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự giai đoạn 2017-2023, ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2028. Tham dự có Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý, Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Trong 5 năm qua, công tác phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Công an tỉnh luôn nhịp nhàng, chặt chẽ và đạt hiệu quả tốt. Các đơn vị kịp thời nắm bắt tình hình, tham gia phối hợp phòng ngừa, giải quyết ổn định, xử lý tốt các vụ đình công, lãng công trên địa bàn tỉnh. Phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, phòng chống dịch COVID-19 trong các khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân. Đặc biệt trong 3 năm từ năm 2018 đến năm 2020, các đơn vị phối hợp tuyên truyền, giải quyết, xử lý ổn thỏa 46 lượt vụ khiếu kiện hoặc tụ tập tuần hành với trên 1,6 ngàn lượt người tham gia, trong đó có nhiều công nhân lao động. Ngoài ra tổ chức 18 buổi tuyên truyền pháp luật về an ninh trật tự, công tác phòng chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội tại các khu công nghiệp và tại các doanh nghiệp trên địa bàn trọng điểm của tỉnh với khoảng 2,5 ngàn người tham gia. Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công an tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2028. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công an tỉnh đã khen thưởng các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự giai đoạn 2017-2023.